Bích Phượng xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi lễ thượng kỳ đầu năm Đinh Dậu 2017 do Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia phối hợp với Liên hội của Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức tại kỳ đài Trung tâm Thương mại Eden, thành phố Fortress, Virginia ngày 28 tháng Giêng 2017 do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Phường của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Để tiếp tục truyền thống hàng năm vào ngày mùng 1 Tết âm lịch, cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland đều có một buổi lễ thượng kỳ tại kỳ đài Trung tâm Thương mại Eden. Xuân Đinh Dậu, mùa xuân thứ 42 của người Việt Nam tị nạn cộng sản ly hương. Và ở tiểu bang Virginia, mùa đông năm nay không giá lạnh như những năm qua. Và đặc biệt năm nay, mùng 1 Tết 28 tháng Giêng 2017, lại rơi vào ngày thứ Bảy cuối tuần. Vì thế, buổi lễ thượng kỳ đầu năm đã có hơn hàng trăm đồng hương đến tham dự. Để nhìn thấy được truyền thống đẹp hàng năm là lễ thượng kỳ của cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia, đã được phối hợp với Liên hội của Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa. Buổi lễ đã được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa tại kỳ đài Trung tâm Thương mại Eden. Những nén tâm hương đã được thắp lên để nhớ đến quê cha đất tổ, để tri ân những chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã vì quốc phòng thân, thương nhớ và quan tâm đến thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng hòa đang sống những ngày cuối đời trong khổ hận nơi quê nhà, đồng thời giữ gìn và tiếp nối phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của những người con dân Việt tha hương nơi xứ người. Sau phần nghi thức chào cờ Việt Mỹ, phần nghi thức dân hương trước bàn thờ Tổ quốc là lời chúc Tết của ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng. Ông nói vui xuân nhưng chúng ta không thể quên đồng bào thân yêu, còn tiếp tục bị kìm kẹp và sống lầm than trên quê hương dưới ách cai trị độc tài và hà khắc của Cộng sản Việt Nam. Dạ, thưa với lại tất cả quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN, nhân dịp năm mới Đinh Dậu, chúng tôi xin gửi lời chúc lành đến tất cả quý vị và kính mong quý vị có một năm mới Đinh Dậu nhiều sức khỏe. Và chúng tôi ước mong rằng quý vị luôn luôn hỗ trợ cho cuộc đấu tranh tự do dân chủ tại Việt Nam và giúp cho cộng đồng làm sao được vững mạnh để chúng ta có uy tín với tất cả chính quyền cũng như Quốc hội của Hoa Kỳ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và sau đây là những lời chúc Tết đầu năm của các hội đoàn, các quan khách Việt Mỹ đến tham dự. Năm Tân đã qua, năm Dậu đã tới, thì Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận hân hoan chúc mừng đồng hương và mong ước một năm mới, thứ nhất phát tài thịnh vượng, thứ hai đường về sẽ mở để chúng ta bắt tay về quê hương. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi là tăng chúng của chùa Di Đà xin hân hạnh chúc Tết đầu năm cho đồng bào đồng hương Việt Nam hải ngoại được mọi điều yên lành, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi giáo hữu Thái Trịnh Thanh, thuộc giáo hội Cao Đài Đại Đạo và cũng là đầu tộc tại đây. Hôm nay ngày đầu năm chúng tôi đến đây cũng chung lòng cầu nguyện tất cả quý vị đạo hữu như tất cả đồng bào ở đây, cầu cho đất nước sớm được thanh bình và dân được tự do, và tất cả những người có mặt tại đây tiếp tục công trình này để đến một ngày mình về được Việt Nam. Tôi Quỳnh Văn Hiệp xin được đại diện cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xin chân thành cầu chúc cho tất cả quý đồng hương ở tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn được dồi dào sức khỏe, mọi sự an lạc, và hy vọng rằng trong năm mới chúng ta có nhiều thay đổi để giúp cho đồng hương của chúng ta tại quê nhà được an lạc, phú cường, thịnh vượng.
My name is Congresswoman Barbara Comstock. I represent the 10th District, which is in Northern Virginia, and includes parts of Fairfax, Prince William, and also Manassas and Manassas Park, and all of Loudoun County, and all of Clark County, and all the way out to the West Virginia border with Winchester and Frederick County. So happy New Year, Year of the Rooster. It's good to be here today and to join the Vietnamese American community. And we've worked together for years. I used to work for Congressman Frank Wolf. And so I appreciate the opportunity to continue all the good work that he did with the community and continue to work with the community. Tôi thay mặt cho hội cựu sinh viên sĩ quan từ bị Thủ Đức, vùng Hoa Thành Đốn và phụ cận xin kính chúc quý vị các bậc tưởng thượng, xin tất cả đồng hương, niên trưởng, huynh trưởng và các cả chiến hữu và gia đình một năm Đinh Dậu được vạn sự an lành, như ý hạnh phúc và sức khỏe dồi dào, để hẹn một ngày nào sẽ phất cờ trên quê hương Việt Nam. Trước thêm năm mới, tôi Đoàn Hội Định xin gửi lời chúc Tết đến tất cả quý đồng hương một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và mọi sự như ý. Hôm nay trong cái không khí thiêng liêng của ngày Tết, chúng tôi với tất cả lòng thành chúc tất cả mọi người ở mọi nơi, mọi thì, mọi điều tốt đẹp nhất, nhất là quý vị đồng hương, đồng bào, người thân yêu ở quê nhà 94 triệu người một sớm một ngày thoát khỏi ách cộng sản. Và chúng tôi nguyện làm bất cứ cái gì có thể được để yểm trợ cái công cuộc đó. Đại diện gia đình Mũ Đỏ, vùng Hoa Thành Đốn xin kính chúc tất cả quý đồng hương tham dự lễ ngày hôm nay được năm mới, được nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Tôi Không quân Nguyễn Minh Toàn, đại diện cho Hội Không quân Đông Bắc Hoa Kỳ, xin kính chúc toàn thể quý chiến hữu, quý niên trưởng, quý chiến hữu cũng như là tất cả quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Tôi đại diện cho bên binh chủng Tiểu đoàn Lục Chiến xin chúc tất cả các quý đồng hương cũng như đài SBTN một năm mới thật nhiều sức khỏe và chúc mừng cho Việt Nam mình sớm có được tự do, dân chủ và nhân quyền. Tôi tên là Hồng Vân và tôi xin đại diện cho nhóm bà mẹ Việt Nam của Hội đồng Người Việt Quốc gia vùng Hoa Thịnh Đốn để kính chúc cho quý vị khán giả một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và nhiều phước lộc. On behalf of the National Vietnam and Gulf War Veterans Coalition and Rolling Thunder, we would like to wish our dear friends and brothers and sisters of the Vietnamese American community a very happy new year, year of the rooster. They are true American patriots. They set an example for all Americans of this generation because they know exactly what it was to lose their freedom, and they have accomplished so much. They set an example for all of us, and we're very proud to be associated with them and proud to have them as our brothers and sisters. Trước thêm năm mới, Bích Phượng xin kính chúc mọi người một năm Đinh Dậu an bình, nhiều sức khỏe, mọi sự việc đều thành công tốt đẹp, gia đình yên vui và hạnh phúc. Bích Phượng tường trình từ lễ thượng kỳ xuân Đinh Dậu 2017, Fortress, Virginia.